dữ liệu trên thiết bị NAS Synology của bạn rất nhiều, tuy nhiên bạn chỉ có nhu cầu sử dụng và đồng bộ một vài file. Vậy thì làm sao để có thể tiết kiệm dung lượng trên máy tính của bạn? Giải pháp ở đây là sử dụng phần mềm Synology Bright Client. Phần mềm này sẽ giúp cho chúng ta đồng bộ toàn bộ dữ liệu trên thiết bị NAS Synology của chúng ta dưới dạng một thư mục trên máy tính cá nhân của bạn. Và cái hay của phần mềm này đó chính là toàn bộ những thư mục cũng như là tệp tin mà bạn đồng bộ trên thiết bị NAS Synology Drive của bạn xuống máy tính của bạn sẽ không hề tốn một dung lượng nào. Khi bạn cần sử dụng file nào đó, bạn chỉ việc đính file đó trên máy tính của bạn. Khi thực hiện bước đính file này thì chỉ duy nhất cái file mà bạn đang đính là chiếm dung lượng trên máy tính của bạn. Khi sử dụng xong file này, bạn chỉ cần nhấn vào giải phóng dung lượng trên máy tính cá nhân của bạn, NAS Synology sẽ trả lại dung lượng trên máy tính của bạn. Mình là Nhân đến từ MStarCorp. Hy vọng những chia sẻ trên có thể giúp bạn sử dụng nền tảng NAS Synology một cách tối ưu nhất. Hãy liên hệ và ghé thăm showroom MStarCorp để được hỗ trợ và trải nghiệm giải pháp NAS Synology.